Thì cả nhà ơi, đây là một cái quầy bông mà mình thấy còn rất là nhiều bông luôn nha, chưa có trưng bày ra luôn. Để mình hỏi chị này coi là bông này là như thế nào. Ủa chị, bông này là sao? Bông này bông ế. Cả nhà ơi, đây là giờ chiều của công viên gia định ngày 30 Tết ha. Chiều 30 Tết rồi và bây giờ là mai đã sổ ra ngoài đường rồi. Mai không còn được để trong công viên mà phải đẩy ra ngoài lề đường để bán nốt. Bao nhiêu cây trai? 100.000 ha, đồng giá luôn. Mua liền đi cả nhà ơi, có 100.000 à. Bán tới hết thì thôi hay sao? 30 rồi. Ý là sao, bán tới mấy giờ dự định á? Hết sớm rồi, về sớm. Không hết thì sao trời. Các tiết mục xiếc đỉnh cao chọn lọc đặc sắc của đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh đã giành rất nhiều huy chương vàng. 100.000 sổ rẻ, mua đi cả nhà. Đó. 17 giờ mỗi ngày, hai xuất diễn lúc 17 giờ chiều và 20 giờ tối. Vé xem chương trình đang được phát hành liên tục tại phòng vé. Mời các bạn tham gia. 100k nha cả nhà. Là quà tặng lì xì đầu năm mới cho bé yêu. Bên trong đoàn xiếc có chỗ đậu xe hơi. 100.000. Công viên gia đình và xiếc thú Hồng Lộc đến từ thủ đô Hà Nội 5 năm tái tổ. Mời các bạn đón xem chương trình xiếc thú đặc biệt chào xuân mới, rồng vàng Tết Việt, biểu diễn khai mạc lúc 17 giờ chiều mai. 17 giờ chiều mai ngày 1 Tết và tiếp tục cho đến hết ngày 8 Tết. Mỗi ngày hai xuất diễn lúc 17 giờ chiều và 20 giờ tối. Hôm bữa là bán bao nhiêu, bữa nay còn 100 cô? Xiếc đặc biệt chào xuân cho các nhà. À, 250. Chăm thấy người ta lại ta mua nè. Sổ rẻ cả nhà ơi, ráng bưng một cây về kiếm mùa xuân nha. Xuân đã đến bên anh rồi, đến luôn bên em. Các tiết mục xiếc đỉnh cao chọn lọc đặc sắc của đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh đã giành rất nhiều huy chương vàng quốc tế. Chương trình khai mạc lúc 17 giờ chiều mai, 17 giờ chiều mai ngày 1 Tết và biểu diễn liên tục cho đến hết ngày 8. Mỗi ngày hai xuất diễn lúc 17 giờ chiều và 20 giờ tối. Vé xem chương trình đang được phát hành liên tục tại phòng vé. Mời các bạn tham gia mua vé sớm có chỗ ngồi đẹp là quà tặng lì xì đầu năm mới cho bé yêu. Bên trong đoàn xiếc có chỗ đậu xe hơi. Giảm tiếp công viên gia đình và xiếc thú Hồng Lộc đến từ thủ đô Hà Nội 5 năm tái tổ. Mời các bạn đón xem chương trình xiếc thú đặc biệt chào xuân mới. 100k là được luôn cái chậu mang về này, cái chậu này, chậu xi măng. À. Rồi mình đi tiếp qua một số cái quầy hàng khác coi sao ha. Đây những cây mai cuối cùng của gia đình này ha. Cây này là 2,5 triệu này. Đó. Còn mấy cây nhỏ bên kia có 1,5 triệu thôi. À. Bông rất còn rất là đẹp luôn, xuất sắc. 1,5 triệu này ha cả nhà. Quá rẻ luôn. Chiều rồi cả nhà ơi. Chiều 30 Tết rồi. Tranh thủ ra mua đi. Quá đẹp luôn chú. Quá đẹp luôn, còn quá trời nụ nè. Đẹp mua ấy. Dạ, con đi quay thôi à, không có tiền mua. Đây quầy này cũng còn rất là nhiều mai luôn mọi người. Quá đẹp rồi. Màu rất tươi luôn, mai này màu vàng tươi. Giờ là bao nhiêu anh? Giá nhiêu? 200 anh. 200 đồng giá ha. Ừ. Cái cao cao bên kia của anh không?
Dạ của bên kia. À, 3,5 triệu. 3,5 triệu. Cả nhà coi quẹo lựa liền đi chiều bán tới hết thì thôi hả? À, không anh, chút xíu khoảng 8 giờ xe vô trở về. À 8 giờ là giờ kết thúc luôn. 8 giờ là xe vô chợ đó mọi người, cho nên là từ giờ tới 8 giờ mọi người có mua mọi người ghé mua luôn. Ở đây là ngay cái chân cầu vượt nè. Đó, công viên gia đình nè. Mình thấy có cái quầy của anh này còn rất là nhiều bông đẹp ha, bông này là chân qua tới mùng 6, mùng 7 vẫn ok ha, tại nó còn nụ nè ha. Đó, nó bông nó đang nở mà nó cũng còn nhiều nụ cho nên cả nhà mua về vẫn xài được ha. 200k. Cái quầy của anh này là nếu mà đi từ phía sân bay qua thì nó bên này được. Còn đi từ phía bên ngoài Thủ Đức đi vô á, đi đường Võ Văn Kiệt đi vô, đi đường gì này? Phạm Văn Đồng đi vô ha. Thì nó nằm bên tay phải đó. Quầy này còn rất là nhiều mà rất là đẹp luôn. Vậy là các quầy ở đây sẽ bán tới 8 giờ, tại vì đó là cái giờ mà xe tải được đi vô để mà chở những cái còn lại về ha, coi như là giải tán chợ chính thức là 8 giờ tối nha mọi người. Các cô đó lựa được một cái cây quá là đẹp luôn rồi. Đó, người dân rất là đông luôn để chờ mong là mua được một cái cây đẹp. Nhưng mà vẫn còn lưỡng lự rất là nhiều ha. 200k giờ cuối vẫn làm cho mọi người rất là suy nghĩ ha. Chứng tỏ là kinh tế năm nay quá là khó khăn đi. Đó. 200k vẫn suy nghĩ đắn đo rất là nhiều. Đó, các anh chạy xe ba gác cũng đi ngang tìm mua hoa. Giờ chót rồi. Cô này rất là đăm chiêu luôn nè. Rất là rầu luôn mọi người. Đó, hoa này là 650 nha. Chị này thất thần luôn, ngồi bên một cái dàn bông rất là đẹp nhưng mà người ta không có mua đó. Bông chỉ là 3,5 triệu nha. Cái cây đẹp đó là 3,5 triệu. Rồi cả nhà có mua thì trước 8 giờ tối nha mọi người. Đây quầy này của hai bé này bán 50 thôi cả nhà ơi. Hết mức có thể rồi nè. Đã 50 một cái cây bonsai nhỏ nhỏ dễ thương ha. Khúc này rất là đông người luôn nè. Kẻ mua người bán tấp nập. Rồi chú này mua được một ít cây rồi.
Ủa chuối này mua hay mang về vậy? Chở về hả? Dạ. Ở đâu là mà mình chở bằng xe máy hả chú? À, cũng gần, đi xe máy luôn. Đi từ từ vậy hả? Đến vòng xe máy mình đi qua thì cầu sắt. Ồ, là mình tính là mình dùng xe máy chở hết về luôn. Chở từ từ vậy. À. Bắn ế quá, phải chở xe máy, chở muốn xe nữa rồi. À, tiền xe cũng tính tiền triệu không à ha. Vậy là chạy xe máy từ từ. Vừa bán vừa chở ha, bán được nhiều bán, còn chở được nhiều chở. Coi như ở đây là 8 giờ là xe tải nó mới vô là làm bán tới giao thừa luôn. Ồ. Dạ. Thương quá à. Vậy là đêm nay mọi người còn ráng ngồi, ai mà còn là cứ ngồi bán hoài luôn. Cô chú này quận 12 lên cho nên là phải dùng xe máy chở về luôn cho tiện ha, không có tiền kêu xe tải luôn. Mấy cái cây lớn lớn là tự chở về hết à. Nhìn tưởng người mua cây. Đây gian hàng mồng gà này, rồi các cái hoa cúc nè. Đó, hoa này gọi là hoa gì chị? Cái này cúc thọ. Cúc thọ hả? Cái tên nó là hoa cúc thọ. Đẹp quá nè, có 50 một chậu ha. Chắc em lấy một cặp. Em lấy ủng hộ chị một cặp ha. Cái cặp vàng này. Ok không? Cây này ok không? Cái này nó hơi vậy. Em lấy cái này nè. Cái chậu này ha. Với lại chậu này đẹp không ta? Chậu này đi. Đó. Rồi, năm nay buôn bán sao được không? Bán cũng được. Bán cũng được đúng không? Nhưng mà giờ mình ngồi tới khi nào? Chắc khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa rồi bán hết rồi vậy. Hết không? Nhắm hết đúng không? Giá này chắc hết ha. Bình thường là chị bán bao nhiêu? Bình thường thì bán 200 cặp. À, giờ là giảm một nửa ha. Giờ còn có 100 cặp. Từ đâu lên bán vậy chị? Chị ở Bến Tre. Ồ. Bến Tre. Cái Mơn hay là ở đâu? Cái Mơn. Cái Mơn luôn đúng không? Đó là cúc thọ. Trời ơi. Năm nay bán được nhiều không? Dạ. Đó mình sẽ mua một cặp. Tại vì cũng thích cái bông này, nhìn nó rất là dễ thương ha mọi người. Dạ 50 cặp. À là của em cũng 50 đúng không? 50 cặp hả? Là lúc ngày trước là 250 cặp. À. Là giảm rất là nhiều luôn mọi người ạ. Thì chị nghĩ là chắc khoảng 2 tiếng nữa là hết. Cũng mong là chị bán hết sớm ha. Rồi mình sẽ lấy và mình sẽ chạy qua mấy cái quầy khác, mình quay thêm cho cả nhà cập nhật tình hình buôn bán chiều nay nha. Năm chục còn trả thành 40.
bán luôn. Rồi xong. Chị bán vậy rồi chị phải bán em giống vậy luôn hả? Xong. Thì cả nhà ơi, đây là một cái quầy bông mà mình thấy còn rất là nhiều bông luôn nha, chưa có trưng bày ra luôn. Để mình hỏi chị này coi là bông này là như thế nào. Ủa chị, bông này là mới xuống hả? Hay là sao? Bông này bông ế. Vừa bụng không? Tại... Ủa? Trời ơi. Giờ đem đi đâu vậy? Bán đi đâu? Đang bán mà. Đang bán à, là dời ở trong cái điểm, trong công viên ra ngoài này hả? À nhớ, hiểu rồi. Tức là buổi chiều nay là phải dời ra ngoài cái lề đường để bán nốt. Tại vì công viên hết giờ là phải dời ra mọi người. Đó, bà kêu là do mấy anh livestream cho nên bị bán ế. Đẹp mà, chiều nay là bán hết cái chỗ này rồi. Bông rất là đẹp luôn, li ti đẹp quá. Ừ, bao nhiêu? Bao tiền ship hả? 10 cặp free ship. Rồi 10 cặp là ai mà mua 10 cặp trời. Giờ là chủ, giờ là chủ yếu gia đình đi mua chứ mấy công ty giờ người ta đâu mua nữa. Chùa à, giờ đi chùa còn được ha. Ai mà ship đi chùa thì là 10 cặp là xếp free ship nha. Mà bao nhiêu một cặp vậy chế? Chế yêu. Chế yêu bao nhiêu một cặp vậy? Giờ còn nhiêu vậy? Bao nhiêu cũng mua được hết à. Vô giá nha mọi người, cái quầy của anh chị này là vô giá. Nhiều quá nè, ông bà đang rầu sao. Hai anh chủ ngồi kìa, ngồi buồn kìa. Ôi ôi, hoa mà nó lăn lóc gì nè. Đó cả nhà, nếu mà có mua cúc mâm xôi thì tới ngay đây còn rất là nhiều nha. Ngay cái cầu vượt nè, đó, ngay cái cầu đi ngang qua đường ở chỗ công viên gia đình đó mọi người, còn rất là nhiều hoa ha. Bán hàng. Trăm bảy, đó. Trăm bảy chứ không phải là vô giá như bà nói đâu nha. Bà nói vui, nói chơi á. Mọi người có muốn mua thì ghé ủng hộ chị nha, chị cũng dễ thương. Rồi mình đi qua quầy khác rồi cả nhà. Đó, cảnh tượng mà chiều nay mọi người đổ xô đi mua bông. Muốn ùn tắc giao thông khúc này luôn cả nhà. Tại vì công viên thì không cho người buôn bán để hoa ở trong công viên nữa, mà phải dời ra lề đường này đó. Công viên trả lại sự gọi là trong sạch, sạch sẽ, trong sáng cho công viên đó. Người dân phải đẩy hết hoa ra ngoài đường. Mình cũng không hiểu sao ha, chắc là để cho công nhân dọn vệ sinh của công viên được nghỉ Tết á, cho nên là phải dọn sạch trước 12 giờ trưa hôm nay, là trưa 30 Tết á. Thì những người dân bán chưa hết hoa thì buộc họ phải đẩy hoa ra ngoài đường bán. Mà cũng hên là 30 Tết thì Sài Gòn cũng vắng người hơn bình thường, cho nên là nó không có quá kẹt ha, nó chỉ là ở cái mức độ là hơi ùn tắc chút xíu. Giờ chót rồi cả nhà,
giờ chót để mọi người mua bông rồi nè.